Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay lại channel của mình Hôm trước thì mình có làm video về cái con web này Thì mình nhận rất nhiều comment các bạn hỏi là Các bạn không lấy được địa chỉ ví để mà nhập vào con web này Có bạn thì bảo em không thể nào đăng ký được tài khoản con web này à, Có bạn bảo em không biết cách rút tiền Có bạn bảo em không làm được nhiệm vụ Mình nói thật là mình rất vui khi nhận được comment của các bạn Nhưng mà nó vào cái khung giờ nó cũng khá là muộn Thì mình không thể nào mình trả lời từng bạn được trả lời nó cũng rất khó hiểu trên cái, cái bình luận hoặc là ở Facebook nên là mình sẽ làm lại một lần nữa là mình cho các bạn xem cái này thì mình chủ yếu là mình rút tiền thôi rút tiền cho các bạn xem con web này nó uy tín như thế nào thì uh, trước tiên thì vào rút tiền thì mình thay cái địa chỉ cho các bạn xem là làm địa chỉ liên kết đây như thế nào nhé trước tiên bây giờ mình có địa chỉ đây mình ấn rút tiền là được nhưng mình sẽ thay địa chỉ khác cho các bạn xem một lần nữa là mình thay địa chỉ lấy địa chỉ ví như thế nào đối với con web này thì nó yêu cầu địa chỉ ví của các bạn là đồng bitcoin của pocketpay vậy thì mình mở cái pocketpay ra thì các bạn xem đây là trang tổng quan nếu các bạn muốn lấy địa chỉ ví bitcoin này để các bạn rút tiền thì các bạn phải vào chỗ mà nhà gửi tiền này nhé trên điện thoại hoàn toàn làm được như vậy các bạn nhé và các bạn nhìn thấy luôn cái đồng bitcoin nằm ở đây ptc thì các bạn kích vào đây để đây là cái cái địa chỉ ví mình đây nhé, mã vạch có thể các bạn quét hoặc là các bạn copy đây. Đó, mình đã copy đây nhá. Thì mình quay sang cái trang web. Bây giờ mình ấn rút tiền đây, mình ấn luôn cho các bạn xem. Cái cái rút tiền nhá. Như bữa mình có nói rồi, mình phải hoàn thành 15 vòi lắm cho rút tiền. Đây cái PowerPay mình hiện đây nhưng mình sẽ nhập lại địa chỉ ví cho các bạn xem. Mình vào phần hơn này nhé, vào chỗ cài đặt này nhé. Đây các bạn nhìn kỹ nhé. Vào cài đặt này mình rất hy vọng các bạn đến kênh của mình được trải nghiệm một cái rất là trung thực cũng như là được hỗ trợ đầy đủ khi các bạn không biết ở đây thì các bạn nhìn thấy địa chỉ ví của mình đang nằm ở đây nhé rồi mình xóa bỏ đi mình làm lại cho các bạn xem mình xóa này mình sẽ paste cái địa chỉ ví mình vừa có mình dán vào đây đây đã làm lại ok nhé và mình đây là cập nhật thông tin nhé cũng có thể là khi các bạn cập nhật thông tin bắt các bạn nhập lại mật khẩu này ấy. nhưng mình cập nhật luôn các bạn xem nếu nó bắt nhập thì mình nhập không thì thôi cái mật khẩu này là mật khẩu các bạn đăng nhập cái trang web này nhá mình nhấn là cập nhật thông tin này đấy nó bảo mật khẩu hiện tại không khớp các bạn biết sao mình vừa phải đánh lại mật khẩu ở đây thì giờ mình gõ mật khẩu đây mình cập nhật nhé Thì các bạn ghi mật khẩu mà mật khẩu của cái trang web mà các bạn đăng ký bằng Gmail nào, mật khẩu nào các bạn ghi đây. Bây giờ mình cập nhật lại các bạn xem nhé. Đây các bạn nhìn đây, thông tin thanh toán đã được cập nhật thay đổi thành công. Đó, thì các bạn thấy việc mình lấy địa chỉ ví mình dán đây rất là đơn giản nhé. Kể cả lúc đầu các bạn đăng ký có sai địa chỉ, các bạn cứ yên tâm và ở đây mình vẫn làm như lại mình thay đổi được nhé. Rồi cái phần mà địa chỉ ví thì đã xong rồi thì các bạn theo dõi kỹ mình làm tiếp các bước còn lại nhé. Thì nhiều bạn nó không làm được nhiệm vụ, cái nhiệm vụ này nó bắt cái xác thực cái hôm nọ mình làm video mình có nói ví dụ bây giờ mình mình làm luôn cái vòi đầu tiên nhưng cái vòi này thì cứ 5 phút một lần và nó hên xui nó có lúc thì được rất nhiều và có lúc thì được ít thì nó, nó là cái thưởng ngẫu nhiên nhé các bạn kéo xuống, xuống nhá trên điện thoại các bạn cũng kéo nhé. đây nó hên xui các bạn xem lịch sử mình lúc đi được 135 nút được 45 nút thì được 0,45 nó nó hiên xui bạn nào mà, mà nhìn quen cái cái mã này này thì các bạn nhập nhé nhưng mình nhìn nó là hoàng quá nhập thì vẫn nhập được rất là lâu mình chọn cái mã khác thì các bạn các bạn nhìn ở đây này trên điện thoại các bạn được nhé làm được nhé vào mũi tên này các bạn các bạn mình vừa tích vào quảng cáo để mình mình nốt lại đã đây nhá mình mình tích vào cái này nhá đó mình chọn cái dưới này nhá rồi các bạn chọn tôi không phải người máy nhé. Các bạn kích đây để mà quay nhé. Các bạn lưu ý là cứ 5 phút một lần. Thì đây là số ngẫu nhiên mình được 0145 bốn năm nhé. Số ngẫu nhiên. Và mình làm tiếp cho các bạn một bước nữa xong để mình rút tiền cho các bạn xem nhé. Thì cái nhiệm vụ quay mình vào đây. Mình vào chỗ quảng cáo PTC này nhé quảng cáo PTC này đấy, nó theo level ở trên này thì quảng cáo cho rất nhiều nhưng càng xuống dưới nó ít dần đi ở web nào nó cũng vậy thì cái này các bạn à, kiếm tiền online thì mình cũng bật mí cho các bạn là một trang web thì mình các bạn chơi nó không được bao nhiêu nhưng các bạn chơi nhiều trang web nhiều địa chỉ ví ý. tức là nhiều các web như thế này một ngày các bạn chơi nhiều web thì các bạn sẽ được rất nhiều nhá bây giờ mình làm luôn này nhá nó là chuyến thăm mình nha các bạn theo dõi kỹ nha cái này nó làm dễ làm nhanh lắm mình làm trên điện thoại suốt mà đó các bạn thấy nó vèo cái xong này, này thì các bạn nhìn kỹ đây có có bốn cái này giống nhau con này không khác mình xác định tôi không phải con người vào đây đó nó bảo tuyệt nó, nó ok đấy mình tắt bỏ này đi rồi bây giờ đến bước này các bạn đã đã hiểu và các bạn làm được rồi mình sang cái vấn đề chính là rút tiền nhá và đây thì các bạn cũng có bạn hỏi luôn hỏi hay hỏi mình cái cái xanh xanh ý, số bit làm gì anh thì mình trả lời luôn nữa các bạn ở đây là cái số bit này này thì các bạn được ví dụ mình đang là 64 phải 61 bit thì nó quy luôn ra cái BTC nhé nó là làm tròn 65 BTC các bạn thấy chưa Bây giờ mình ấn nó rút tiền nhé Ấn à, nó rút tiền màu xanh này các bạn nhé các bạn nhìn đây nhá rút tiền này đây là nó bảo mình là phương pháp này, các bạn muốn thay đổi không được vì nó chỉ thanh toán qua PocketPay nhé các bạn vào mũi tên này. Ngoài PocketPay nó không có gì nhá, thì là PocketPay như thế này nhá. Giờ mình ấn rút tiền nhá. Vui lòng đợi. Vui lòng chọn số tiền bạn muốn rút, khoản thanh toán sẽ được gửi đến địa chỉ PocketPay đây cái địa chỉ ví các bạn nhìn thấy chưa? Địa chỉ ví mình mình cho các bạn xem luôn đúng y hệt luôn thế nhá, 15P PZR 15P PZR đấy là cái kinh nghiệm khi mình mà chuyển tiền rút tiền từ ví này sang ví khác các bạn đọc cho mình ba số cuối ba số đầu nhá nó mà khác cái là là không đúng rồi nhá thì ở đây mình mình ấn mình ấn luôn vào đây là vừa nãy không biết chỗ kia mình nhìn lại nó là của mình đang là bao nhiêu đã mình nhớ 65 thì mình ấn 65 đi mình nhớ bằng máng 65 và bây giờ mình đây nó quy ở đây mình sẽ rút được 65 này nhé mình nhấn vào rút này 65 Satoshi đã được gửi đến tài khoản PocketPay của bạn thì uh, bây giờ mình kiểm tra nó đã về chưa nó đã báo nó đã gửi cho mình thì chắc chắn nó sẽ về còn uh, về nhanh hay về sớm thì nó trong cái cái khoảng thời gian nó quy định thôi mình ấn luôn đây mình kiểm tra đã ui rồi nó về luôn đấy các bạn này có mấy giây về luôn nhá chứ không phải đợi nhá đây các bạn thấy đây 65 Tatsushi đang nằm đây nhá thì chính chính tỏ là cái con web này rút tiền cực kỳ là nhanh và uy tín mà nhiệm vụ nó cũng làm cũng khá là nhiều đấy các bạn có thời gian là các bạn cứ chịu khó chơi những con web như kiểu này, này và cái đường link để đăng ký con web này thì mình cũng để bên dưới uh, phần bình luận được ghim của video nhé các bạn vào phần bình luận các bạn tích vào đường link thì nó sẽ ra giao diện của như này thì các bạn kích vào tôi không phải người máy nhé các bạn kích vào đây để tiếp tục nhé các bạn đợi 5m nó chạy hết cái dây 5m này các bạn kích vào lấy ninh nhé và các bạn kích vào lấy ninh Đó thì cái link này mình đã đăng là tài khoản mình nên là nó vào luôn tài khoản mình. Còn các bạn lấy link các bạn ấn vào phần đăng ký nhé. Đăng ký. Thì nó sẽ ra cái giao diện đăng ký cho các bạn đăng ký nhé. Và video mình nắm đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn thấy hữu ích thì cho mình xin một lượt đăng ký để ủng hộ kênh. Để mình có động lực làm nhiều các video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.